Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong bài học ngày hôm nay. Ngày hôm nay để tiếp nối series những bài học về giao tiếp tiếng Đức hàng ngày thì chúng ta sẽ cùng với nhau nói về một chủ đề mà mình thấy được rất là nhiều các bạn quan tâm, đó chính là về việc giao tiếp khi ở sở ngoại kiều. Sở ngoại kiều hay có thể hiểu đơn giản hơn đó là một cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm quản lý người nước ngoài. Nếu như các bạn sinh sống ở Đức thì chắc chắn là các bạn sẽ phải đến sở ngoại kiều không chỉ một lần mà còn rất là nhiều lần nữa. Vậy thì ngày hôm nay trong bài học lần này mình sẽ cung cấp cho các bạn một số những mẫu câu, những cách diễn đạt căn bản các bạn có thể sử dụng để diễn đạt được những cái mong muốn của mình khi các bạn ở sở ngoại kiều. Ngoài ra thì mình cũng sẽ hướng dẫn các bạn một số những cái từ vựng mà các bạn sẽ thường hay gặp trong tình huống này. Bên cạnh đó, mình cũng sẽ chia sẻ với các bạn những cái thông tin mà mình thấy là quan trọng và cần thiết để giúp cho các bạn tránh được những cái rắc rối, những cái khó khăn sau này. Nếu các bạn quan tâm đến chủ đề này thì hãy cùng theo dõi bài ngày hôm nay nhé. Viel Spaß beim Lernen. Sở ngoại kiều trong tiếng Đức được gọi là Die Ausländerbehörde. 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 Hoặc người ta cũng có một cách gọi khác, đó là Das Ausländeramt. 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 Mình sẽ chia những câu diễn đạt ra thành hai tình huống. Tình huống thứ nhất là những câu diễn đạt dành cho các bạn đang là sinh viên. Và tình huống thứ hai là những câu diễn đạt dành cho những bạn không phải là sinh viên. Chúng ta hãy cùng với nhau đến với tình huống thứ nhất nhé. Tình huống mà các bạn sinh viên thường hay gặp phải nhất đó chính là phải đến sở ngoại kiều để xin gia hạn cái giấy phép cư trú của mình. Vậy thì trong trường hợp này các bạn có thể nói như thế nào? Trước tiên các bạn nên chào hỏi và giới thiệu về tên của mình. Guten Morgen, mein Name ist. Ich bin Student, Studentin und möchte meinen Aufenthaltstitel verlängern lassen. Ich bin Student, Studentin. Und möchte meinen Aufenthaltstitel verlängern lassen. Tôi là sinh viên và tôi muốn được gia hạn giấy phép cư trú của mình. Một trường hợp thứ hai mà các bạn sinh viên thường hay gặp đó là khi mà các bạn chuẩn bị kết thúc cái khóa học của mình và muốn được ở lại Đức để tìm việc. Trong trường hợp này các bạn có thể nói như sau. Ich werde mein Studium im März abschließen. Und möchte nach dem Studium in Deutschland bleiben, um einen Arbeitsplatz zu suchen. Ich werde mein Studium im Tang abschließen und möchte nach dem Studium in Deutschland bleiben, um einen Arbeitsplatz zu suchen. Tôi sẽ kết thúc chương trình học của mình vào tháng. Và tôi muốn ở lại Đức sau khi tốt nghiệp để tìm việc làm. Và sau đây mình sẽ cung cấp cho các bạn một số những cái thông tin hữu ích khác để các bạn có thể có một cái sự chuẩn bị trước cũng như là có thể tránh được những cái rắc rối sau này. Đối với những bạn sinh viên đã học đại học ở Đức và tốt nghiệp đại học ở Đức thì sau khi tốt nghiệp các bạn theo luật là có 18 tháng để ở lại Đức và tìm việc làm. Thì khi này các bạn sẽ phải ra sở ngoại kiều để xin đổi sang dạng cư trú là ở lại tìm việc làm, chứ không phải là với mục đích du học như trước nữa. Thì trong quá trình mà các bạn tìm việc làm ở Đức, các bạn có thể làm bất cứ công việc nào để có thể có được thu nhập. Khi mà các bạn ra sở ngoại kiều thì họ sẽ quyết định cái khoảng thời gian mà các bạn được ở lại Đức để tìm việc làm. Thì cái khoảng thời gian này nó phụ thuộc vào cái tài chính của các bạn. Trong cái khoảng thời gian mà sở ngoại kiều cho các bạn để tìm việc làm thì các bạn, nếu như các bạn tìm được một công việc làm thì các bạn sẽ phải đến sở ngoại kiều để xin đổi sang dạng cư trú mới, đó là cư trú làm việc chứ không phải là cư trú để tìm việc làm như trước nữa. Và cái công việc làm này, điều quan trọng là nó phải phù hợp với cả cái chuyên môn, cái chuyên ngành mà các bạn đã học trong đại học. Ví dụ như các bạn tốt nghiệp về kỹ sư mà các bạn lại đi làm trong một nhà hàng thì như vậy thì sở ngoại kiều họ sẽ không chấp nhận được. Đối với các bạn đã học đại học ở Đức và tốt nghiệp đại học ở Đức thì các bạn chỉ cần tìm được một công việc nó phù hợp với đúng chuyên môn và bằng cấp của mình thôi và không cần cái mức lương tối thiểu.
Mức lương tối thiểu chỉ áp dụng đối với những người tốt nghiệp, học đại học và tốt nghiệp ở một cái trường đại học ngoài nước Đức. Thì cái mức lương tối thiểu này đối với các ngành là khác nhau và các bạn có thể tham khảo ở trên mạng. Sau khi đi làm tối thiểu là 2 năm thì các bạn có quyền được đệ đơn xin Niederlassungserlaubnis, có nghĩa là giấy phép định cư. Nó là một cái dạng giấy phép để giúp cho các bạn có thể ở lại Đức vô thời hạn. Các bạn không cần phải đi gia hạn hàng năm như trước nữa. Đối với cá nhân của mình thì mình thấy là so với các nước như là Anh hay là Mỹ thì ở nước Đức việc có thể định cư ở Đức sau khi tốt nghiệp nó dễ dàng hơn rất là nhiều. Ai cũng có một cơ hội như nhau và cái điều quan trọng đây là các bạn có biết nắm bắt cái cơ hội đó hay không mà thôi. Có một vài những cái thông tin quan trọng nữa mà các bạn là sinh viên nên cần phải biết, đó chính là sinh viên thì các bạn chỉ có quyền được đi làm tối đa là 120 ngày toàn thời gian hoặc là 240 ngày bán thời gian trong năm mà thôi. Một cái trường hợp ngoại lệ đó là khi các bạn làm những cái công việc ở trong trường đại học của mình mang tính chất là cho sinh viên thì nó sẽ không hạn chế thời gian. Nếu cái công việc mà các bạn đang làm vượt quá cái thời gian được cho phép thì các bạn sẽ phải xin sự đồng ý của sở ngoại kiều. Thông thường thì khi các bạn đi gia hạn thẻ cư trú thì các bạn có thể được gia hạn 1 năm hoặc là 2 năm tùy vào thành phố nơi mà các bạn sống. Tuy nhiên có một điều mà các bạn cần phải lưu ý, đó chính là thẻ cư trú này nó sẽ không còn giá trị nếu như mà các bạn đi ra khỏi nước Đức quá 6 tháng. Nếu như trong kế hoạch của các bạn muốn đi trao đổi một học kỳ ở bên nước ngoài thì các bạn sẽ phải sắp xếp thời gian, lưu ý để các bạn quay trở lại Đức trong vòng không quá 6 tháng thì khi đó thì các bạn sẽ không có vấn đề gì hết. Còn nếu các bạn đi trao đổi 2 học kỳ hoặc là cái công việc thực tập của các bạn làm ở nước ngoài kéo dài hơn 6 tháng thì trước đó các bạn sẽ phải đi xin sự đồng ý của sở ngoại kiều. Các bạn lưu ý cái vấn đề này để không gặp những cái rắc rối về sau nhé. Còn bây giờ thì chúng ta hãy đến với những câu giao tiếp dành cho những người đang sinh sống ở nước Đức mà không phải là sinh viên. Trước tiên chúng ta hãy đến với trường hợp là những người đã sinh sống ở nước Đức được tối thiểu là 5 năm thì khi này họ có quyền được đệ đơn xin được cư trú vô thời hạn. Trong trường hợp này chúng ta sẽ diễn đạt như thế nào? Ich lebe seit 5 Jahren in Deutschland und möchte nun einen unbefristeten Aufenthaltstitel beantragen. Ich lebe seit Jahren in Deutschland und möchte nun einen unbefristeten Aufenthaltstitel beantragen. Tôi đã sống ở nước Đức được bao nhiêu năm? Và bây giờ tôi muốn đệ đơn xin cư trú vô thời hạn. Trường hợp thứ hai đó là với những người đang làm việc ở nước Đức theo một dạng chuyên gia về một cái lĩnh vực nào đó và họ đã sở hữu thẻ xanh thì khi này họ có quyền được mời vợ hoặc là chồng và con cái của mình sang Đức để sinh sống cùng. Trong trường hợp này chúng ta sẽ diễn đạt như thế nào? Ich arbeite als Ingenieur bei BMW und besitze eine blaue Karte. Nun möchte ich meine Frau und meine Kinder von Vietnam nach Deutschland holen. Ich arbeite als bei und besitze eine blaue Karte. Nun möchte ich meine Frau und meine Kinder von Vietnam nach Deutschland holen. Tôi là kỹ sư ở công ty BMW và đã sở hữu thẻ xanh. Bây giờ tôi muốn đón vợ và con của mình từ Việt Nam sang Đức. Đơn mà chúng ta cần phải nộp trong trường hợp này đó là Antrag auf Familiennachzug. Antrag auf Familiennachzug. Trường hợp tiếp theo đó là các bạn đang cư trú ở Đức và các bạn muốn mời những người thân của mình sang Đức để thăm, để du lịch. Trong trường hợp này chúng ta sẽ nói như sau. Ich möchte meine Eltern, meine Freundin, meinen Freund für einen Besuch nach Deutschland einladen. Ich möchte meine Eltern, meine Freundin,
meinen Freund für einen Besuch nach Deutschland einladen. Tôi muốn mời bố mẹ của tôi, hoặc là bạn gái của tôi, hoặc là bạn trai của tôi sang Đức thăm. Trong trường hợp các bạn muốn mời người thân của mình sang Đức thăm thì các bạn sẽ phải nộp một loại giấy, đó là giấy bảo lãnh. Giấy này trong tiếng Đức gọi là Verpflichtungserklärung. Verpflichtungserklärung. Giấy bảo lãnh. Trong trường hợp các bạn nhận được một hộ chiếu mới thì các bạn cũng sẽ phải thông báo cho sở ngoại kiều. Điều này là bắt buộc. Ich möchte Ihnen meinen neuen Pass vorlegen. Ich möchte Ihnen meinen neuen Pass vorlegen. Có nghĩa là tôi muốn trình cho ngài hộ chiếu mới của tôi. Trong trường hợp các bạn nhận được một cái thư của sở ngoại kiều và các bạn không hiểu cái nội dung trong đó hoặc là các bạn không đồng tình với cái nội dung trong đó thì các bạn nên hỏi lại. Các bạn có thể nói như sau. Können Sie mir diesen Bescheid bitte erklären? Können Sie mir diesen Bescheid bitte erklären? Ông bà có thể làm ơn giải thích cái giấy thông báo này cho tôi được không? Ngoài ra thì nhân viên ở sở ngoại kiều cũng có thể hỏi bạn những câu hỏi như sau. Haben Sie Ihre Unterlagen dabei? Haben Sie Ihre Unterlagen dabei? Ông bà có giấy tờ hồ sơ của mình ở đây không? Ja, hier bitte. Ja, hier bitte. Khi mà các bạn đưa cái giấy tờ hồ sơ của mình cho họ thì các bạn có thể nói câu đó. Ja, hier bitte. Füllen Sie dieses Formular bitte aus. Füllen Sie dieses Formular bitte aus. Ông bà làm ơn điền vào mẫu giấy này. Können Sie mir beim Ausfüllen bitte helfen? Können Sie mir beim Ausfüllen bitte helfen? Ông bà có thể làm ơn giúp tôi điền được không? Ich habe meinen Arbeitsvertrag leider vergessen. Kann ich ihn nachreichen? Ich habe meinen Arbeitsvertrag leider vergessen. Kann ich ihn nachreichen? Rất tiếc là tôi lại quên hợp đồng lao động của mình. Tôi có thể nộp nó sau được không? Bây giờ chúng ta đến với một số từ vựng thông dụng khi các bạn ở sở ngoại kiều. Der Aufenthaltstitel. Der Aufenthaltstitel. Là giấy phép cư trú. Die Niederlassungserlaubnis. Die Niederlassungserlaubnis. Sự cho phép định cư vô thời hạn. Einen Antrag auf etwas stellen. Einen Antrag auf etwas stellen. Đệ đơn xin cái gì đó. Ví dụ như einen Antrag auf Erteilung einer Niederlassungserlaubnis stellen. Einen Antrag auf Erteilung einer Niederlassungserlaubnis stellen. Đệ đơn xin cấp phép định cư vô thời hạn. Ein Visum beantragen. Ein Visum beantragen. Đệ đơn xin visa. Die Heiratsurkunde. Die Heiratsurkunde. Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn. Die Geburtsurkunde. Die Geburtsurkunde. Giấy khai sinh. Der Pass. Der Pass. Oder der Reisepass. Der Reisepass. Hộ chiếu phổ thông. Der Familiennachzug. Der Familiennachzug. Oder die Familienzusammenführung. Die Familienzusammenführung. Sự đoàn tụ gia đình. Der Integrationskurs. Der Integrationskurs. Khóa học hội nhập. Der Mietvertrag. Der Mietvertrag. Hợp đồng thuê nhà. Die Wohnungsgeberbescheinigung. Die Wohnungsgeberbescheinigung. Giấy chứng nhận của chủ nhà. Trước kia khi mà đi đăng ký cư trú thì chúng ta chỉ cần phải nộp hợp đồng thuê nhà thôi. Còn một vài năm trở lại đây thì còn cần phải nộp thêm một cái giấy nữa. Đó là giấy chứng nhận của chủ nhà để chứng nhận là các bạn đã chuyển vào ngôi nhà đó vào ngày nào. Die Meldebescheinigung. Die Meldebescheinigung.
Giấy đăng ký cư trú. Die Rentenversicherung. Die Rentenversicherung. Bảo hiểm hưu trí. Die Krankenversicherung. Die Krankenversicherung. Bảo hiểm y tế. Die Lohnabrechnung. Die Lohnabrechnung. Tờ bảng lương. Der Kontoauszug. Der Kontoauszug. Bản sao kê ngân hàng. Hy vọng là những cái kiến thức trong bài học lần này hữu ích đối với các bạn. Và nếu như các bạn yêu thích bài học này thì các bạn hãy đừng ngần ngại chia sẻ nó với những bạn bè, người thân của mình. Và nếu như các bạn có bất kỳ những mong muốn nào cho những bài học tiếp theo thì hãy cho mình biết ở dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.